Argentina, Uruguay, Paraguay và Chile, bốn quốc gia Nam Mỹ này vừa thông báo sẽ cùng nhau vận động cho chiến dịch đăng cai World Cup 2030. Đó sẽ là một kỳ World Cup rất đặc biệt khi nó đánh dấu cột mốc 100 năm hình thành giải đấu này. Nhưng nhóm bộ tứ Nam Mỹ này cũng chỉ là một trong bốn những ứng cử viên sẽ cùng vận động để có được vinh dự tuyệt vời đó. Chào mừng bạn đã đến với The Locker Room của ngày hôm nay. Câu chuyện về những quốc gia có thể trở thành chủ nhà của kỳ World Cup diễn ra vào 7 năm nữa. Một trong những lợi thế của các quốc gia Nam Mỹ ở cuộc chạy đua lần này chính là ý nghĩa mà họ có thể đem tới cho giải đấu khi đưa World Cup trở lại nơi nó đã bắt đầu, tức là Uruguay. Liên minh bốn quốc gia này chắc chắn sẽ là một đối thủ nặng ký, và nếu mà họ giành chiến thắng thì chúng ta sẽ có hai mùa World Cup liên tiếp được tổ chức ở châu Mỹ. Việc được đăng cai World Cup chắc chắn sẽ là một niềm tự hào của cả một quốc gia, cả một dân tộc khi có thể cháy hết mình với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại quê nhà của mình. Ý nghĩa hơn cả khi mà World Cup 2030 sẽ là giải đấu kỷ niệm 100 năm kể từ lần đầu tiên mà giải đấu cấp độ cao nhất dành cho đội tuyển quốc gia được tổ chức tại Uruguay. Trải qua một thế kỷ, World Cup đã đi qua rất nhiều những quốc gia khác nhau, những châu lục khác nhau để mang tinh thần thượng võ cùng niềm đam mê trái bóng tròn tới với mọi ngóc ngách của giới túc cầu. Liên minh bốn nước Argentina, Chile, Paraguay cùng Uruguay chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để đưa World Cup trở về với châu lục đã từng là điểm khởi nguồn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2030 không chỉ là một kỳ World Cup khác mà nó còn là kỷ niệm cho hành trình đã kéo dài 100 năm. Chúng tôi tin rằng FIFA muốn tôn vinh giá trị lịch sử, tôn vinh những gì mà những người đi trước đã tạo nên, và chúng tôi cũng tin rằng điều đó tới từ kỳ World Cup đầu tiên. Đó là những chia sẻ của ông Alejandro Dominguez, chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL. Không khó để có thể hiểu rằng không chỉ Uruguay mà cả ba quốc gia còn lại của khu vực Nam Mỹ đều đang quyết tâm ra sao để có thể giành được quyền đăng cai kỳ World Cup năm 2030. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina ông Claudio Tapia cũng thẳng thắn chia sẻ: với vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới, chúng tôi tin rằng việc khởi động chiến dịch này là giấc mơ của cả Nam Mỹ. Không chỉ hướng tới việc kỷ niệm kỳ World Cup đầu tiên, mà đó còn là minh chứng cho niềm đam mê của chúng tôi dành cho môn thể thao vua. Thậm chí đã có những thông tin cho rằng Liên minh Nam Mỹ có thể tiếp nhận thêm cả Bolivia để có thể hiện thực hóa giấc mơ đưa World Cup trở lại với châu lục cuồng nhiệt này. Trong quá khứ, Argentina từng là chủ nhà ở kỳ World Cup năm 1978. Cùng với đó thì Chile cũng từng có được vinh dự này năm 1962. Trong khi đó thì Paraguay chưa bao giờ có được quyền đăng cai của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu để nói về không khí cũng như niềm đam mê với môn thể thao vua thì chắc chắn Nam Mỹ sẽ luôn được coi là một trong những địa điểm đáng để trải nghiệm nhất thế giới. Chỉ cần nhìn cái cách mà hàng triệu cổ động viên Argentina đổ ra đường để ăn mừng trước vô địch World Cup 2022, có lẽ cũng là đủ để hiểu được rằng châu lục này có tình yêu lớn ra sao đối với môn thể thao vua. Điểm bất lợi của các quốc gia Nam Mỹ so với những ứng cử viên tới từ châu Âu có thể sẽ chỉ là điều kiện cơ sở vật chất cùng địa điểm thi đấu. Yếu tố mà các quốc gia như Paraguay hay Chile có lẽ sẽ cần thêm thời gian để đầu tư nếu như thực sự muốn đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở về với nơi được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử. Một kỳ World Cup được tổ chức bởi 3 quốc gia ở 3 châu lục khác nhau. Bạn có tưởng tượng được điều đó không? Nhưng nó có thể trở thành sự thật đấy, vì nhóm ứng cử viên thứ hai để giành quyền đăng cai giải đấu này chính là liên minh giữa 3 quốc gia Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Hy Lạp. Liệu họ có đủ điều kiện thuận lợi để tổ chức giải đấu này, và liệu sẽ lại là một kỳ World Cup xa hoa khi một đất nước thuộc khối Ả Rập tiếp tục trở thành chủ nhà ở giải đấu lớn nhất hành tinh này hay không? Ai Cập sẽ là một trong những quốc gia tốt nhất để có thể đăng cai và tổ chức một sự kiện thể thao tầm cỡ như vậy. Đó là những chia sẻ tới từ người phát ngôn của Bộ Thể thao Ai Cập, Mohamed Fazi. Ngay từ giai đoạn cuối năm 2022, Ai Cập cùng với hai quốc gia khác là Hy Lạp cùng với Ả Rập Xê Út đã lên kế hoạch để chạy đua cho việc đăng cai kỳ World Cup kỷ niệm 100 năm thành lập của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một giải đấu được tổ chức xuyên lục địa ở cả 3 quốc gia tại 3 châu lục khác nhau có thể được xem là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của World Cup. Đây được cho là một dự án nằm trong chương trình tầm nhìn thể thao 2030 của Ả Rập với mục tiêu nâng tầm nền kinh tế của quốc gia Trung Đông này. Sau Qatar, Ả Rập trở thành quốc gia tiếp theo đặt tham vọng đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tới quốc gia của mình để có thể quảng bá tình yêu bóng đá cũng như hình ảnh của cả đất nước tới toàn thế giới. Chính sự thành công tới từ giải đấu tại Qatar đã tiếp thêm động lực cho cả những quốc gia như Ả Rập hay cả Hy Lạp lẫn Ai Cập có thêm động lực để chạy đua cho chiến dịch đăng cai kỳ World Cup 2030. Chính Ả Rập cũng đã có những bước đi đầu tiên trong chiến dịch chinh phục những nền bóng đá hàng đầu của lục địa giả khi thâu tóm Newcastle United, và đang dần đưa hình ảnh của thế lực cũ này từng bước trở lại với đúng vị thế họ từng có trong quá khứ.
Những khoản đầu tư tới từ quỹ đầu tư công của Ả Rập đã giúp cho Trích Chòe trụ hạng thành công ở mùa giải trước và đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn rất nhiều trong nửa sau của mùa giải năm nay. Ngoài ra thì một số công ty của Ả Rập cũng đang ký hợp đồng với Lionel Messi để có thể quảng bá cho du lịch và tham vọng đưa El Pulgar tới giải vô địch quốc gia nước này thi đấu như những gì mà Al Nassr từng làm được với Cristiano Ronaldo. Chắc chắn cả ba nước sẽ đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và luôn sẵn sàng để làm vậy. Cho đến lúc đó thì Ả Rập sẽ xây dựng các sân vận động và khu vực dành cho người hâm mộ hiện đại. Trước khi tham dự cuộc đua tranh cử cho World Cup 2030 thì Ả Rập cũng sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông của châu Á vào năm 2029 và các cuộc đua công thức một hàng năm. Đó chính là lợi thế để giúp cho quốc gia châu Á này có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn của thế giới. Ả Rập Xê Út thậm chí sẵn sàng chi ra tới 300 tỷ đô cho World Cup và rõ ràng đó không phải con số mà quốc gia nào cũng sẵn sàng có thể chi ra cho một sự kiện thể thao. Và ngay từ giai đoạn khởi động cho chiến dịch thì thế mạnh về mặt tài chính của Ả Rập đã sớm cho thấy họ có được lợi thế so với những đối thủ sẽ cùng tham gia cuộc đua cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2030. Liên minh thứ ba của chúng ta sẽ là một nhóm quốc gia khá độc đáo bao gồm hai đất nước của bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng với Ukraine. Tại sao lại có sự kết hợp như thế này và liệu lợi thế của họ là gì trước những đối thủ khó nhằn kia? Chắc chắn Tây Ban Nha sẽ là một địa điểm rất hấp dẫn để tổ chức thêm một kỳ World Cup nữa. Bởi cũng đã lâu rồi kể từ World Cup 2006 thì chúng ta mới có một chủ nhà thật sự là một ông lớn ở lục địa già. Trong trận giao hữu giữa tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trước thềm Euro 2020, cả hai đội tuyển trên đã phát đi một thông điệp cụ thể có tên gọi là Vamos 2030. Thông điệp này mang ý nghĩa về việc cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn sẽ trở thành nước chủ nhà tiếp theo của World Cup 2030. Chính phủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn và cam kết đăng cai World Cup 2030. Tuyên bố nêu rõ về một thỏa thuận ủng hộ nỗ lực chạy đua đồng đăng cai do Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ký. Hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận trước sự chứng kiến của nhà vua Tây Ban Nha Philip VI và Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tại sân Metropolitano ở Madrid. Ngay trước khi trận giao hữu bắt đầu, cả hai đội sau đó chụp hình chung trên sân và cùng mặc áo có dòng chữ Vamos 2030. Theo lời của Rubiales, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết không có đối tác nào tốt hơn Bồ Đào Nha để cùng họ có thể đăng cai tổ chức World Cup 2030. Hai quốc gia này cùng nằm ở khu vực Nam Âu, có chung đường biên giới và có nhiều nét tương đồng với văn hóa và lịch sử. Trên hết, đây là hai nền bóng đá có thực lực tại châu Âu. Ngoài ra, cả hai còn có cho mình những lợi thế riêng khi đã từng tổ chức nhiều sự kiện bóng đá lớn nhỏ trong khu vực và toàn thế giới. Tây Ban Nha từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức World Cup 1982 và vòng loại Euro 2020. Bản thân Tây Ban Nha trước đó cũng từng đấu thầu đăng cai tổ chức World Cup 2018 và 2022, nhưng đều không thành. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chưa bao giờ đăng cai World Cup, nhưng họ đã tổ chức Euro 2004 tương đối thành công và đang sở hữu những sân vận động rất hiện đại, đáp ứng được tiêu chí của Liên đoàn bóng đá thế giới. Không chỉ vậy, phía Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được cho cũng đã sở hữu cho mình quân bài tẩy rất mạnh, sẽ giúp họ có cơ hội cao để giành quyền đăng cai so với nhiều liên minh khác, đó chính là sự gia nhập của Ukraine. Ukraine dự kiến sẽ đăng cai một trong những bảng đấu của World Cup 2030. Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho đã thúc đẩy Ukraine tham gia đấu thầu đăng cai giải đấu số 1 hành tinh với sự chấp thuận từ phía chính phủ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo các chuyên gia, việc Ukraine tham gia đăng cai World Cup 2030 nhằm tạo nên đối trọng với liên minh gồm Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Hy Lạp. Theo nhận thức của công chúng, họ sẽ muốn ưu tiên việc hỗ trợ Ukraine hơn thay vì chọn một quốc gia giàu mỏ, giàu có. Điều này hứa hẹn sẽ giúp liên minh được Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lập ra nhiều ưu thế so với những liên minh trước đó. Ngoài ra, nếu Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ukraine có thể giành quyền đăng cai, nhiều khả năng World Cup 2030 sẽ quay trở lại tổ chức vào mùa hè thay vì tổ chức vào mùa đông, như trường hợp đã từng có tại Qatar. Trong lịch sử, Ukraine chưa đăng cai World Cup. Khá là ngạc nhiên khi giữa một loạt ứng cử viên đi theo trend đa quốc gia thì chỉ có một mình Maroc là muốn tổ chức giải đấu này một cách độc lập. Đâu là lý do mà họ quyết định muốn một mình tổ chức giải World Cup tới tận 48 đội tham dự? Cùng tìm hiểu xem hiện tượng của World Cup 2022 và bạn muốn mang lại điều gì đến ngày hội bóng đá hành tinh vào 7 năm nữa? Liệu khả năng thắng của họ là bao nhiêu khi đối thủ toàn là những cộng cán? Không chỉ là quốc gia đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup, Maroc còn là nước châu Phi đầu tiên mở ra chiến dịch vận động đăng cai để trở thành chủ nhà của một vòng chung kết bóng đá thế giới, bắt đầu từ năm 1994. Chính phủ quốc gia Bắc Phi này đã liên tục vận động xin đăng cai, nhưng đáng tiếc là họ chưa một lần thành công. Ở cuộc đua đầu tiên, Maroc đều nhận 7 phiếu, ít hơn so với Hoa Kỳ, 10 phiếu và Pháp 12 phiếu. Sau khi bỏ cuộc đăng cai hồi năm 2002 với Nhật Bản và Hàn Quốc,
Maroc tham gia cuộc đua giành quyền tổ chức World Cup 2006. Cuộc đua năm ấy diễn ra cực kỳ căng thẳng, đến mức cuối cùng FIFA phải công bố quyết định quyền đăng cai World Cup sẽ được thực hiện luân phiên giữa các châu lục nhằm hạn chế tiêu cực. Dẫu vậy, Maroc vẫn chưa thể một lần mang World Cup về quê hương. Vào năm 2010, giải đấu được FIFA đặt cách quyền đăng cai cho châu Phi, Maroc dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào có thể vượt qua được Nam Phi. So với quy mô kinh tế và thu nhập của người dân, Maroc thuộc top 5 châu Phi so với những quốc gia thịnh vượng khác ở lục địa đen như Nam Phi, Ai Cập, Nigeria. Giấc mơ được làm chủ nhà World Cup một lần của Maroc có vẻ là trái bổng nhất. Bằng chứng là họ vẫn tiếp tục với liên minh ba nước Hoa Kỳ, Canada, Mexico để đăng cai World Cup 2026 nhưng bất thành. Với quy tắc mới nhất của FIFA là châu lục đăng cai World Cup 2 kỳ gần nhất sẽ không được chọn, châu Âu và Nam Mỹ sẽ là đối thủ chính của Maroc trong cuộc đua đăng cai World Cup 2030 nếu họ tham gia. Nhìn vào tương quan có thể thấy quốc gia này được thực hiện hóa giấc mơ có lẽ còn quá xa. Hồi tháng 1 năm 2019, Maroc từng thực hiện một ý tưởng được xem là rất táo bạo khi muốn đăng cai cùng với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tổ chức World Cup 2030. Ngoài liên minh kể trên, quốc gia Bắc Phi cũng dò la thêm Algeria và Tunisia. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của Maroc là họ sẽ đăng cai tổ chức một mình. Nói về kinh nghiệm tổ chức những giải đấu lớn nhỏ, Maroc đã có nhiều năm trong việc tổ chức những trận đấu tại FIFA Club World Cup, điển hình là tại các năm 2013-2014 và mới đây nhất là tại năm 2023. Nói đến viên ngọc quý trong đầu tư vào bóng đá của Maroc, chắc chắn không thể thiếu khu phức hợp bóng đá Mohamed 6 ngay bên ngoài thủ đô Rabat. Đây là khu phức hợp đạt chuẩn FIFA với 4 khách sạn 5 sao và 8 sân thi đấu. Bên cạnh đó là Học viện bóng đá Mohamed 6 kèm theo những sân vận động mới như Adra hay là Marrakech. Bên cạnh đó, liên đoàn cũng đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa bóng đá cấp câu lạc bộ. Những sân vận động với mặt cỏ được xây dựng, những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ xuất hiện nhiều hơn. Đội hình Maroc đánh bại Bồ Đào Nha tứ kết World Cup 2022 cũng có tới 7 cầu thủ đang thi đấu cho các câu lạc bộ trong nước. Các lãnh đạo của Maroc đã trở thành đối tác quan trọng cho sự phát triển của bóng đá châu Phi. Leica chia sẻ: "Chúng tôi đã nhận được sự đầu tư từ nhiều các đối tác lớn. Chúng tôi có thể tự tin rằng sự phát triển của bóng đá Maroc không hề thua kém bóng đá châu Âu. Chúng tôi có thể chưa thể sánh bằng họ ở sự chuyên nghiệp, nhưng đây cũng là điều mà chúng tôi đang thúc đẩy. Cái bóng đá châu Phi sánh ngang với các cường quốc thế giới không còn xa." Các quốc gia sẽ có thời gian là bao lâu trong cuộc vận động này để hướng đến kết quả cuối cùng? Chắc chắn sẽ là một cuộc chạy đua căng thẳng khác để có thể trở thành chủ nhà của kỳ World Cup lịch sử. Theo bạn, đâu là chủ nhà nên được lựa chọn? Mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng để hướng tới một kỳ World Cup thật sự thành công thì công tác tổ chức nó thật sự đóng vai trò rất quan trọng. Nhìn những gì đã làm được ở Qatar vừa rồi, chúng ta chắc chắn cũng hiểu được điều đó. 2 năm là quãng thời gian để các cuộc vận động này đi đến hồi kết, và chắc chắn sẽ là cuộc đua vô cùng căng thẳng cho một kỳ World Cup lịch sử của bóng đá thế giới. Việc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup đòi hỏi nỗ lực rất lớn của các quốc gia. Các ứng viên phải nộp hồ sơ và bảo vệ đề án thuyết phục FIFA về những lợi ích mà kỳ World Cup nếu được tổ chức ở nước mình mang lại. FIFA sẽ chấm điểm cho 9 tiêu chí thuộc 2 hạng mục chính: cơ sở hạ tầng và giá trị kinh tế. Trong đó, các sân bóng chiếm trọng số hết sức quan trọng. Nguồn thu chính của FIFA tại World Cup thường đến từ việc bán bản quyền truyền hình, doanh thu bán vé và hợp đồng tài trợ. Những quốc gia đăng cai World Cup thường kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành động lực kích thích tăng trưởng kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực du lịch, dịch vụ hàng không, lưu trú khách sạn, nhà hàng trong ngắn hạn. Song, dù nước nào muốn trở thành chủ nhà, họ phải có tiềm lực tài chính mạnh. Không phải nước nào cũng đã sẵn có đủ cơ sở hạ tầng, bao gồm những sân bóng đạt tiêu chuẩn để phục vụ ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Vì thế, họ phải thường đổ tiền đầu tư xây dựng mới và gánh các khoản nợ khổng lồ cho những công trình không biết để làm gì sau một World Cup. Brazil chính là một ví dụ điển hình. Nước này đã chi khoảng 11,6 tỷ đô la Mỹ cho World Cup 2014, chủ yếu để xây đường xá, sân vận động và khách sạn mới. Nhưng sân Mané Garrincha ở thủ đô Brasilia tiêu tốn gần 1 tỷ đô, giờ đây đang được tận dụng làm bãi đậu xe buýt. Họ biểu tình chống chính phủ và chỉ trích FIFA rằng số tiền đó đáng nhẽ nên được chi cho các dịch vụ công phục vụ dân thường. Và nước chủ nhà World Cup 2022, Qatar đã làm rất tốt trong công tác tái tạo và sử dụng những công trình sau khi World Cup kết thúc. Điều đó giúp quốc gia tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tránh việc lãng phí vô ích những công trình đắt đỏ này. Và có lẽ đây sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá một quốc gia có đủ điều kiện để đăng cai những kỳ World Cup sau này. Không ít quốc gia đã lâm phải cảnh nợ nần và khốn đốn sau khi tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy nên, dù bất kỳ quốc gia nào muốn đăng cai World Cup, đầu tiên và quan trọng nhất phải có đủ tiền. Khi chúng ta nhìn vào cách mà Qatar đã tổ chức rất thành công World Cup 2022 nhờ tiềm lực tài chính hùng mạnh của họ, thì việc các quốc gia khác phải biết kế thừa và noi gương là điều hoàn toàn dễ hiểu. World Cup của 7 năm nữa sẽ rất khác lạ với chúng ta khi gần như đó là lúc mà thế hệ trẻ hiện giờ đang trên đỉnh cao của họ.
Đó là câu chuyện của The Locker Room hôm nay. Nếu thấy video này hay thì đừng ngần ngại nhắn một like để ủng hộ mình và toàn bộ ekip của kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.